Phú Việt ô tô xin kính chào anh chị em đang xem video của em Tiến ngày hôm nay. Hôm nay em Tiến sẽ lên cho anh chị em mình một mẫu sedan đời cao, giá thì chỉ nhô 200 thôi, cực kỳ đẹp. Anh chị em nào đang quan tâm tìm kiếm những em xe 5 chỗ, 7 chỗ, xe đời cao hoặc là xe giá rẻ để mình về mình chạy gia đình hoặc mình kết hợp mình chạy dịch vụ thì anh em có thể ghé đến Phúc Việt Ô Tô, địa chỉ 282 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 để anh chị em mình xem xe và trải nghiệm xe nha. Hoặc là anh chị cũng có thể gọi điện tới số điện thoại em để trên màn hình, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị tư vấn nhiệt tình nha. Quay lại em xe ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu tới anh chị em mình một chiếc Kia Rio đời 2016. Bản này là số sàn, động cơ là 1.4 anh chị em mình ha. Bây giờ anh chị em mình dòm form dáng này, cực kỳ là đẹp luôn. Đèn thì còn rất là mới luôn, rất là sáng luôn. Nước sơn thì rất là bóng, đẹp. Mâm bánh thì còn rất là chắc, còn gai li ti luôn anh chị em mình ha. Bây giờ em sẽ cho anh chị em mình xem về nội thất bên trong xe nha. Xe mình nó thì được bọc với da hai màu cực kỳ đẹp luôn. Trần thì đã được bọc 5D. Bên xe thì đã có lên cho anh chị em mình một chiếc màn hình. Vô lăng đã được bọc sạch sẽ và vô lăng cũng có tích hợp phím bấm anh chị em mình ha. Điều hòa thì cực kỳ mát luôn. Dòng sedan này thì rất chi là rộng rãi. Ấy, táp ly còn rất là mới luôn. Keo chỉ thì rất chi là liền lạc ha. Bốn cánh như một luôn. Đấy, dòng sedan này thì rộng rãi, anh chị em mình về có thể là mình chạy gia đình, mình kết hợp mình chạy thêm dịch vụ đời 2016, cho nên là mình còn có thể đăng ký Grab được á, anh chị em mình. Đấy, ghế da hai màu phía sau cực kỳ rộng rãi luôn, mâm bánh thì chắc. Bây giờ em sẽ cho anh chị em mình xem về khung gầm ha. Bên em thì gầm bệ cực kỳ, chiếc xe này thì cực kỳ là chắc chắn luôn. Bên em bảo hành chiếc này 5 tháng, bao quay đầu xe và bao rút hồ sơ gốc cho anh chị em mình luôn ha. Bên em thì ngoài bán xe, bên em còn có thu mua xe cũ với giá cao. Anh chị em nào mà đang không có nhu cầu sử dụng xe thì anh chị em mình cũng có thể liên hệ với bên em. Bên em sẽ hỗ trợ anh chị thu mua xe cũ với giá cao, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Ấy, chiếc xe này nhìn form dáng cực kỳ đẹp luôn. Anh chị em nào mà quan tâm tới em xe này có thể ghé đến Phúc Việt Auto, địa chỉ là 282 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12. Hoặc là anh chị cũng có thể liên hệ tới số điện thoại em để trên màn hình. Bên em sẽ hỗ trợ anh chị tư vấn. Chiếc này giá chính xác là 259 triệu. Bên em bao rút hồ sơ gốc, bao quay đầu xe. Giá những dòng xe bên em thì trên 100 cũng có, trên 200 cũng có, đời cao cũng có, giá rẻ cũng có. Nên anh chị em nào mà tìm kiếm những em xe phù hợp thì anh chị em mình có thể liên hệ cho bên em. Hoặc là anh chị em mình cũng có thể theo dõi video của em đăng hàng ngày để mình cập nhật những dòng xe mới nhất của bên em. Ai đang xem video, thấy video này hay thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh. Video của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn anh chị em đã xem video của em. Xin chào.